Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị khách quý đến tham dự buổi tiệc mừng thôi nôi của bé Tuấn Khôi. Và lời nói đầu tiên cho phép Diễm My xin được hân hạnh thay mặt cho gia đình của anh Dũng, chị Quyên cũng như toàn thể anh em ban nhạc Thanh Tân và dịch vụ nấu ăn uống xin gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa tất cả quý vị khách quý và các anh chị thân mến, quý vị cũng đã biết rằng kể từ ngày anh Dũng và chị Quyên chính thức lên nghĩa vợ chồng, anh chị cũng đã chèo lái con thuyền tình yêu của mình đi đến bến bờ hạnh phúc thăng hoa. Và bến bờ hạnh phúc thăng hoa ấy đã cho ra đời thiên thần bé nhỏ, đó chính là bé Tuấn Khôi. Và giờ đây sau một năm chăm sóc thì bé Tuấn Khôi của chúng ta trở nên rất là đáng yêu và thấu khỉnh. Chính vì vậy mà gia đình của anh chị có tổ chức một bữa tiệc thân mật nhỏ nhỏ để mời tất cả quý vị khách quý đến cùng chung vui với gia đình và cùng chúc cho bé Tuấn Khôi của chúng ta tròn một tuổi. Và chúng tôi không phải để cho quý vị phải chờ lâu hơn nữa, xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt để chờ đón gia đình hạnh phúc nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ba Dũng, mẹ Quyên cùng với bé Tuấn Khôi cùng trở về sân khấu. Kính thưa tất cả quý vị, và giờ đây trên sân khấu của chúng tôi là ba Dũng, mẹ Quyên cùng với bé Tuấn Khôi. Gia đình chúng tôi xin được nghiêng mình gửi đến quý vị lời chào thân thương nhé. Kính thưa tất cả quý vị, và để thay mặt cho gia đình của anh Dũng và chị Quyên cũng như ông nội và bà nội của bé Tuấn Khôi thì Diễm My xin được thay lời muốn nói. Trước tiên là xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em đã không quản đường xa xa xôi, dành chút thời gian quý báu của mình để đến đây chung vui với tiệc thôi nôi ngày hôm nay. Xin kính chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều niềm vui. Đặc biệt hơn nữa là dùng bữa tiệc thật là ngon miệng. Và bữa tiệc ngày hôm nay mặc dù là ba mẹ của bé cũng như ông nội và bà nội đã tổ chức rất là chu đáo, nhưng bên cạnh đó cũng có những phần thiếu sót. Vì vậy rất mong quý vị chúng ta hãy niềm tình thương mến thương của bé Tuấn Khôi mà bỏ qua cho gia đình ạ. Và trước khi buổi tiệc của chúng ta được bắt đầu, xin mời gia đình hạnh phúc chúng ta cùng tiến về phía bánh kem để cùng ngọn nến lung linh lần thứ nhất của bé Tuấn Khôi trong ngày hôm nay. À, xin mời ba mẹ chúng ta hãy cầu nguyện tốt. Cầu nguyện cho bé xong rồi mình mới thổi nến nào. Xong đó rồi mình sẽ cắt bánh kem luôn ạ. Anh chị cầu nguyện cho bé. Thưa quý vị, ở đây có vị ngọt của bánh và khói của nến sẽ bay tận về tỉnh trời xanh, sẽ đến ước mơ của ba mẹ, ước mơ cho bé Tuấn Khôi của chúng ta trở nên hiện thực. Dạ, cắt bánh không chị? Thưa quý vị, một năm của chúng ta có 365 ngày, và hành trình 365 ngày ấy chắc hẳn sẽ có một ngày vui nhất, cũng là một ngày hạnh phúc nhất dành riêng cho mỗi con người chúng ta. Và niềm vui, niềm hạnh phúc của bé Tuấn Khôi khi được dâng đôi lên khi được cả sự ủng hộ của ông nội và nội để tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay ạ. À. Vòng tay yêu thương ấm áp của ba mẹ cùng với gia đình, và cũng không quên chúc cho tất cả quý vị có một bữa tiệc thật là ngon miệng. Không có bông là không hát, hát dở chứ thấy bông mà.
cháu thì cháu hơi lớn, cháu cũng có nhiều hơn thì chúc cháu